Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục Nam Anh kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích thời sự Việt Nam. Kính thưa quý vị đến với chương trình nhận định và phân tích thời sự Việt Nam hôm nay, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi trích đoạn Cháy nhà, loại mặt mo do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Người Việt Nam có câu cháy nhà ra mặt chuột. Nhưng trong trường hợp dịch Vũ Hán COVID-19, thì ở Việt Nam lại thêm câu cháy nhà lộ mặt mò. Đem so sánh này áp dụng vào trường hợp bệnh nhân mắc virus số 21, Nguyễn Quang Thuấn, giáo sư, tiến sĩ, phó chủ tịch, hội, đồng lý luận trung ương, người đã bị phanh phui, suy thoái đạo đức, ăn chơi vương giả, dạ, ngục lạc trong xa hoa, thì anh ạ à, hình ảnh cái mặt mò, tuy nhăn nheo, xấu xí, như cái mò cao khô, nhưng lại còn quá nhẹ. Thế mà báo, đài nhà nước, tiêu biểu như nhân dân, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng lại hối hả bác tin ông Thuấn có tài khoản khủng hay có bồ nhí con riêng là bị đặt, xuyên tạc. Thậm chí nhà nước còn cho công an lùng bắt những Facebooker dám đụng tới ông Thuấn. Bằng chứng như viết trên báo Nông nghiệp Việt Nam ngày 13 tháng 3 năm 2020. Tối nay, 13 tháng 3, Bộ Công an cho biết, trên không gian mạng, trong những ngày qua, lan truyền nhiều thông tin thất thiệt về bệnh nhân số 21 tên NQT, trú tại Ba Đình, thành phố Hà Nội, bịa đặt, xuyên tạc bệnh nhân này, có bộ nhí, con riêng, khai báo y tế không trung thực, thu hút hàng trăm nghìn lượt chia sẻ bình luận. Các đối tượng phản động, chống đối chính trị trong và ngoài nước, nhưng cơ hội đã gia tăng kích động, xuyên tạc, gây hoài nghi, làm xói mòn niềm tin của quần chúng nhân dân, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Công an nói vậy thì mình nghe vậy, chứ kiểm chứng bằng cách nào bây giờ? Không có báo đài nào ở Việt Nam dám điều tra xem chuyện ông Thuấn, không có bộ nhí hay con riêng, hoặc tài sản thừa mứa khó chứng minh nguồn gốc là thật hay hư. Có điều chắc như đinh đóng cột là trong khi nhà nước tốc hành xóa tính đồn giúp ông Thuấn thì họ lại không dám thắc mắc làm sao ông Thuấn có tiền để trả chi phí hội viên cho Gold tại Sân Vân Trì tới 132.000 Mỹ Kim tương đương với 3 tỷ 075 triệu 600.000 đồng với phí tổn này báo Gold Việt Nam giải thích ngày 11 tháng 3 2020 tuy nhiên số tiền hơn 3 tỷ đồng hội viên Sân Gôn Vân Trì bỏ ra không phải để hưởng những đặc quyền và ưu đãi của Sân chỉ trong một năm như nhiều người vẫn lầm tưởng. Như trong bản phí thẻ hội viên có giá trị tới ngày 17 tháng 4 năm 2037. Tức là các quyền lợi trải nghiệm sân gôn tư nhân đẳng cấp và các tiện ích đi kèm được duy trì ít nhất trong 17 năm tới. Nhưng không phải chỉ có vậy, ông Thuấn còn phải trả phí hội viên thường niên như cho năm năm 2020 là 52 tỷ 285 200 000 đồng, tức là trên 2 000 Mỹ Kim. Bên cạnh đó, mức phí các phụ kiện khác như là xe điện, thuê giặt, bóng tập, túi gậy, phí đặt riêng ca đi sẽ tính riêng, theo niên yếp của Sân Văn Trì. Các báo Việt Nam cho biết sân gôn Văn Trị tọa lạc tại xã Kim Nổ, huyện Đông Anh, Hà Nội, nằm cách đường cao tốc Hà Nội, nội bài, 4 cây số và được một mô tả là ở vị trí rất là thuận tiện, bảo đảm an ninh là sân gôn đáng chơi nhất tại miền Bắc. Sân này do công ty Noble Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, làm chủ đầu tư do ông Kim Gu Chong, cựu chủ tịch để vô ENC làm chủ tịch. Vẫn theo tình của báo Việt Nam, sân văn trị được thiết kế bởi trúc sư nổi tiếng là Peter Russo của công ty thiết kế P plus có quy mô 18 hố và bắt đầu vận hành từ năm 2007. Đặc biệt, Vân Trị Gold Club còn được biết đến là sân golf riêng tư, private và đặt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Lý do mà ông Thuấn nhiễm virus Vũ Hán từ ai thì không rõ rệt. Nhưng ông đã đi cùng chuyến bay với Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và cô Nguyễn Hồng Nhung, người nghi có bệnh ban đầu từ London về nội bài Hà Nội trên chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam Airlines Việt Nam 0054 hôm 2 tháng 3 theo lời khai của ông Thuấn thì ông bay từ Việt Nam đi Ấn Độ, sau đó sang Anh rồi về Việt Nam. Trên chuyến bay từ Ấn Độ sang Anh, có ngồi cạnh một người quốc tịch Anh có biểu hiện sốt và ho liên tục. Sau khi về Việt Nam, thay vì khai báo y tế, ông Thuấn đã có nhiều hoạt động ở nhiều nơi. Các viên chức thành phố Hà Nội cho hay, ông đã tiếp xúc với 10, 96 người. Ở nhiều nơi, có hội nghị ông dự định đông nhất lên tới 40 người. Tiếp xúc gần đây nhất là buổi đi ăn, đi chơi golf. Do đó, số người bị lây nhiễm từ ông Thuấn có thể lên tới hàng trăm. Riêng Facebooker Nguyễn Tiến Tường đã viết trên trang cá nhân, ngoài việc họp ở hội đồng lý luận, ông đi ăn trưa ở khách sạn đi go, ăn tối ở nhà hàng, đi đánh golf cùng đồng sự. Cũng phải nhờ đến con virus mới phơi lộ được sự thật đằng sau vẻ bệnh dị. Vậy bệnh nhân số 17 Nguyễn Hồng Nhung là ai? Nguyễn Hồng Nhung là người đầu tiên bị mắc virus Vũ Hán ở Hà Nội vì theo báo cáo Việt Nam đã không khai báo thành thật, trong đó bao gồm cả chuyến đi du lịch sang Ý, Pháp và Anh. Cô Nhung đã lây nhiễm virus từ chị ruột là Nguyễn Hồng Nga, một người nổi tiếng trong giới thời trang sống tại Anh, vì hai chị em Nga Nhung là con nhà đại gia, nổi tiếng ăn chơi trong hội con nhà giàu, nên đã bị các mạng xã hội kể cả báo chí nhà nước sĩ vả lên án thậm tệ. Hơn nữa, Nguyễn Hồng Nhung, 26 tuổi, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, nên cả khu phố đã bị cô lập, phun thuốc nhiều ngày, làm xáo trộn cuộc sống bình thường nhiều gia đình đã tản cư đi nơi khác để tránh lây nhiễm nên sức công phẫn lên cao đối với gia đình nguyễn hồng nhung một người khác mỉa mai giàu có ăn chơi hưởng thụ có đem từ thiện cho người nghèo đồng nào đâu nhưng lại mang họa về cho đất nước gây tốn nhiều tiền của quốc gia làm tăng thêm sự thất nghiệp cho nhiều người nhiều gia đình phải cách ly bên cạnh những lời cay đắng thoái mạ không thương tiếc có trang báo xã hội dân sự, còn phóng lên nhiều hình ảnh ăn chơi, quần áo đắt tiền, hở hang của chị em Nga Nhung. Nhưng nếu so với mức độ gây nhiễm, nếu có mai sau của bệnh nhân số 21 Nguyễn Quang Thuấn sẽ lên tới hơn 400 người, thì đối với trường hợp lây nhiễm do Nguyễn Hồng Nhung gây ra chỉ khoảng trên dưới 100 người. Vậy mà dư luận tại Việt Nam đã tổng tấn công, không những cá nhân Nhung mà còn tấn công cả chị ruột sống bên anh và ông bố giàu có quê Hải Phòng vẫn im hơi lặng tiếng trước búa rượu dư luận. Ngược lại các mạng xã hội và báo đài nhà nước đã cố tình tránh xa trường hợp ông Nguyễn Quang Thuấn chỉ vì ông ta là phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương, một quan chức vai vế sát nách với ông tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại sao có sự bất công này trong một nước Cộng sản Việt Nam vẫn bô bô cá mồm rằng nhà nước ta là nhà nước phát quyền của dân, do dân và vì dân. Hãy đọc nhà báo tự do Cánh Cò viết cho Đại Á Châu Tự Do ngày 12 tháng 3 năm 2020. Ông Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Quang Thuấn là bệnh nhân virus corona số 21, sở hữu 3 căn nhà mặt tiền ở Hà Nội bay thượng hạng thương gia, ăn ở khách sạn 5 sao, đi đánh gôn, mời ca sĩ về hát trong buổi tiệc liên hoan sang trọng. Với một người có quyền cao chức trọng như ông Thuấn, nhưng lại suy thoái đạo đức rõ nét, có dư tiền để chơi gôn hạng sang, ăn chơi rủng rỉnh rất phản cảm, và nhiều nhà cửa ngay giữa thủ đô Hà Nội, thì bí thư Trung ương đảng, chủ tịch hội đồng lý luật Trung ương giám đốc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ông giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng có trách nhiệm gì không? Liệu khả năng lãnh đạo cán bộ và công tác giám sát người dưới quyền trong trường hợp Nguyễn Quang Thuấn của ông Thắng có cần được ông Nguyễn Phú Trọng xem lại không hay cứ như thế mà làm? Dù ông Trọng có quyết hay không thì dư luận trong dân vẫn biểu môi, nhếp mắt, lắc đầu với con bệnh Nguyễn Quang Thuấn. Một tựa bài viết trên báo VTC News ngày 12 tháng 3, 2020 đã lột trần sự thật. Những lãnh đạo sống xa hoa, chơi gom hạng sang nhất, không phải tấm gương để dân học tập. Chủ quản của VTC News là đài truyền hình KTS VTC, như vậy thì nước có đổ đầu vịt không? Đồng tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân mà bị lãng phí, vô trách nhiệm như thế thì đoàn 12 người của tổ biên tập tiểu bang KTSH, xã hội đảng thứ 13, chuyến đi Ấn Độ và Anh vừa rồi có làm nên cơm cháo gì không hay cũng chỉ là trò bịp để nuốt tiền dân. Nuốt nhiều hay ít là chuyện của lương tâm ông trưởng đoàn, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Nhưng chỉ riêng cái mảnh sau khi về đến Hà Nội, ông đã vội vàng mở tiệc và mời ca sĩ đến hát nghe cho sướng tai giữa mùa chống dịch corona thì cả nước thì không ai ngửi được, chả có cái mo nào che khuất mặt. kính thưa quý vị vừa rồi là bài nhận định và phân tích thời sự do nhà báo phạm trần biên soạn. nam anh cảm ơn quý vị theo dõi và rất cảm ơn nhà báo phạm trần. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Tịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTNDC xin email về Washington DC sbtn.tv. Nam Anh kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Nam Anh kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.